Đây em lên đây mấy chị ơi, mấy chị thấy này em có lại hôm này à. Ừ. Dễ thương. Nó mới lạ chứ bộ cũng mới gan vậy à. Dạ em xui lên đi. Ừ, đi xả tóc á. Ừ. Ừ. Xả xù xù đó, không xả biết xù là mới vũ tóc. Ừ, cho ta biết mới vũ. Ừ. Đi rồi. Gì vậy các em? Gì đâu? Ê, mà tự nhiên thủ thủ làm chi vậy con? Để. Mới vừa nhận hàng ở chỗ lẹ ghê ha chị cắt tường ha. Dạ. Hả? Trời ơi, mẫu đồ bộ về đẹp quá mấy chị. Một bộ nha các chị ơi, vẫn còn giá cũ cho các chị luôn, chốt giùm em chấm bi, chốt giùm em bi nha. Đây cho em nhìn nè, rồi chốt giùm em bi. Chỗ này có cái máy quạt của chồng mua nó sướng quá mấy chị ơi, bữa nay em thay đồ 1.800 bộ em cũng không nực nha mấy chị nha. Ủa. Rồi rồi chốt đơn giùm em, bộ em đang mặc 95 dạ. Em chào chị Trinh. Má ghê kìa, mua có một bộ đồ à sẵn 120 cũng bơm tao hết biết rồi. Lại là em đây, bộ em đang mặc sang quá mấy chị, xuất sắc luôn. Chốt giùm em bi 1-6 nha, 95k. Lấy điều bông lên đây cho chế coi. Bi 1-6 giúp em nha mấy chị. Đẹp quá vậy. Trời ơi, vải đẹp quá như anti Mỹ luôn các chị ơi. 95 ngàn. Đã dặn á, treo á, bộ đồ á, coi lại coi, coi bộ đồ treo cái gớm. Nay tư gói luôn em. Kìa nhìn bộ đồ treo kìa. Có cái cổ rồi, cái tà gì kỳ vậy. Rồi chốt đơn giúp em, trời ơi bữa nay thay 1.800 bộ không nực nên có cái máy sát bên rồi mấy chế. Rồi chốt đơn giùm em là chấm bi 1-6 95k. Trời ơi nó mát thiệt luôn. Bi chốt đơn giùm em 1-6. Có mấy bông ta. Trời ơi giải rất là ok nha các chị. Chốt giùm em là hoa vàng. Hoa vàng 1-6 luôn. Hoa vàng 7 bông hả? 8 bông. Bà có gửi cái to qua không? Có. Nhiêu bộ? 9 bông. Qua vàng 1-6 chốt đơn giúp em. Coi cái to giùm em coi nhiêu bộ rồi. Khoe hoài luôn em. Ừ. Rồi chốt giùm em là hoa đỏ 1-6. Nhiêu bộ đặt giường cũng không được. 284. 284 bộ. Rồi hoa đỏ chốt giùm em. Rồi chốt giùm em bộ này là bộ hoa, bộ xám nha. Bộ xám 1-6 chốt đơn giúp em. Xám 1-6 nha các chị yêu ơi. Trời ơi có mát. Chốt giùm em là, chốt giùm em bông này là bông xích vàng. Xích vàng 1-6 95 ngàn. Hoa đỏ số 6 chốt chị Ngọc Anna. Chốt giùm em xích vàng 1-6. Xích vàng chốt giùm em 1-6. Đẹp quá. Chốt giùm em là cam. Chốt giùm em là cam à. Thôi mã này em bán cho mấy chị 90 ngàn đó. Tại vì cái giải này là còn giải có lô cũ. Cái lô nhập về nay khoảng tầm nửa tháng rồi. Bây giờ giải về là em lên 95 ngàn một bộ rồi nha. Rồi bán bộ này cho mấy chị 90.
Rồi chốt đơn giùm em là cam 1 đến 6 90 nha. Cam chốt đơn giùm em, mã này là mã rêu. Rêu 1 đến 6 90 ngàn. Giải đẹp lắm nha. Rêu bây giờ là vốn không là khoảng 70 mấy ngàn bộ rồi mấy chị. Vốn cao quá. Chốt giùm em là rêu. Từ 1 cho tới 6 luôn chị, 75kg nha chị. Rồi chốt giùm em bộ này là bộ nâu. Nâu nha, 1 đến 6. Em có 75-76kg luôn chị ơi, nâu 90. Rồi chốt giùm em nâu 90. Kg cho em thêm chiều cao đi để em tư vấn size cho các chị ha. Cái hoa nãy là hoa nâu, còn bộ này comment giùm em là đen. Mã đen 1 đến 6. Từ 42-43kg cho tới 75-76kg, cao xíu là vừa. Chốt em mã này mã đen. Rồi em thử cho mấy chị coi em đang mặc là bi nha. Có 90 ngàn thôi, vải đẹp lắm. Vải lên rồi mấy chị, mấy lâu sau là 95-100 ngàn một bộ rồi nha. Không có còn giá này nữa. À, em có đen đỏ luôn. Em đang bán giá cũ cho các chị, giờ giải lên rồi. Mét 53, 68kg, cái mặt số 5 giùm em. Nếu mà bụng to thì mặt số 6 giúp em nha. Rồi chốt giùm em mã đen. Đen 6 chốt tập Anna, giải đẹp lắm nha. Em bán bộ đồ em lợi mười mấy ngàn, mấy chị tin không? Nhưng mà hai bộ em mới đi đơn. Chốt giùm em mã đen 1 đến 6. Riêu 4 em chốt chế Thiên Hạo, riêu đẹp lắm, riêu lỡ này nè em. Này là AT loại 1, không phải là AT thường đâu mấy chị nha. Rồi. Bi số 6 em chốt chế thanh vào, bi đẹp lắm chế. Giải rất là đẹp. In lại của ai vậy? Thiên Hạo. Riêu 4 cho Thiên Hạo nè. Bởi vậy còn giấy đó nó mờ rồi. Thấy đường không? Có nha chị, chốt riêu 4 cho Thiên Hạo nè. Coi ra giấy. Thanh vào em chốt chưa? Chưa. Bi 6. Chốt cho em bộ này là mã đen. Thanh vào nè. Giấy in ra nó hơi mờ. 90 ngàn một bộ. Em có size từ 45-75kg. Chị Thu Hà có mua đồ bên em một lần rồi. Nhưng mà em gọi hoài chị không có bắt máy á chị, nên em xả đơn chị hết lần rồi đó chế. Lần này có mua chú ý bắt máy giúp em. Rồi thanh vào chưa? Rồi chốt giùm em mã đen size 5 cho chị Diễm 90 nha mấy chị. Không phải. Tại cái đó nó bị hư cái gì đó nên em mới ấy anh cắt bỏ lớp trên thử coi. Rồi ok. À, rồi vậy lấy chị size 6 ha. Rồi chị chọn màu giùm em đi chị Thiên Nguyên ơi. Chốt giùm em mã này mã đen quần 2 túi nè. Có 90 ngàn hàng chị quý. Rẻ đẹp dữ lắm. Thiệt lô này là giải em nhập nay cả nửa tháng rồi. Nên nó còn giá cũ, chứ bây giờ nếu mà mẫu như vậy, vải như vậy là khoảng 100 đến 105 ngàn một bộ các chị nha. Đen 4 chốt chị Thu Hà. Rồi, à, đen 4 cho Trung Hiếu Lâm. 65kg cao nhiêu vậy Trung Hiếu Lâm ơi? 90, em nói thiệt, bộ đồ này không ai bán với chị 90 đâu, có mình ơn em đó. Em nói thiệt. Giải AT này mà nếu gặp shop khác là phải bán bộ đồ này ra là tầm 101-102 nha mấy chị nha. Rồi chốt thì em đen 1 đến 6. Từ 42-43kg cho tới 75-76kg chân dài giùm em. Rồi chốt giùm em là đen. Rồi chốt giùm em cam, bộ đồ nặng nụ luôn mấy chị nha. Đen xay 6 em chốt chị rong ca, rong cạn gì nè. Ok em chốt thì chị Hạnh. Rồi ok, chốt giùm em đen xay 3 cho chị Trần Quý yêu dấu. Chốt giùm
giùm em là hoa cam 90. Form rất là đẹp. Bên em may 4 ben cho các chị ha. Bên em may 4 ben nha mấy chị nha. Bà ba không có còn đâu mà like em ơi. Vậy hả chị Thắm? Dạ rồi, ok, chốt em mã cam. Ôi cam này đẹp quá. Bán toàn bộ kiểu đẹp không mua miết mà thấy. Dạ ok chị Khang, em cảm ơn chị Khang. Trời ơi dễ thương không. Rồi chốt em mẫu hoa cam 90 ngàn thôi, giá thật sự rất rất là rẻ cho các chị luôn. Chốt giùm em hoa cam nè. Quần là hai túi ha, bên em là lúc nào quần ống ơm bên em cũng hai túi hết, các chị đừng có lo. Bỏ điện thoại vô tư giùm em nè. Đó, ok chưa. Rồi chốt giùm em mã đen size 3 cho chị Hoa Huỳnh Thị. 90 ngàn hồi nãy em tính bán 95 đó, mà thương các chị quá giật xuống 5 ngàn luôn đúng không. Rồi giờ bữa đầu này em còn lời được 15 ngàn á. Hồi nãy bán cái kia thì lời được 20. Mà kệ đi ha, một đơn hàng em cũng lời được 30. Rồi chi phí ra em cũng lời được hai mấy ngàn một đơn ha. Ngày đi 100 đơn cũng được 2 triệu mấy. Ừ, đúng không. Chốt em hoa cam size 1 đến 6 90 ngàn một bộ. Hàng bên em là hàng ủi, hàng mai kỹ, ủi đàng hoàng thẳng phơm mấy chị, chứ không phải hàng mà bán rẻ như ngoài trời, ngoài đồ la đâu mấy chị nha. Rồi cam 6 chốt Ngọc Anna, cam này đẹp lắm Ngọc, xuất sắc luôn. Chốt cam giúp em. Rồi hoa vàng size 6 chốt Chí Thanh, Thanh Giàu. Rồi ok chốt em cam 90 ngàn. Bây giờ tiền công đi may một bộ đồ như vậy là 70, chưa tính tới phối. Rồi cam 4 với chị Lê Minh Khang em chốt. Cam 4 em. Ừ. Rồi. Số 3 rộng hả? Nếu mà mặc số 3 rộng á thì mặc xuống số 2 giúp em nha chị Thảo nha. Cam 3 em chốt chế Hà Khánh. Mà sao 60kg mà mặc số 2 số 3 rộng tay vậy, là dáng của bà eo, eo của trái nhỏ dữ lắm phải không? Là dáng của chị đẹp rồi đó. Thường thường nhiều chị 60kg phải mặc số 4 của anh em luôn á chứ. Rồi chốt giùm em là xích. Chốt giùm em là dây xích nha. Chốt giùm em xích 1 đến 6. Trời ơi bộ xích này sang quá. Xích sắc luôn. Xích nè. Trời ơi. Cực kỳ sang. Ôi bộ xích này đẹp quá, 90. Trời ơi trời. Chốt giùm em xích 1 đến 6. Xích 1 đến 6 chốt đơn giúp em 90 ngàn. Xích 1 đến 6 90. Ôi ôi quá sang luôn. 90 ngàn một bộ rồi, rẻ hơn tiền công luôn. Xích 3 em chốt chế Hà Khánh. Có số 1 em gái nha. Đầu màu chút xíu em bán chị Thảo Quỳnh. Cam 6 em chốt chế Thiên Nguyên. Rồi ok. Xích 4 em chốt chế Thiên Hạo. Em đang mặc là số 1 đó chị ơi. Chốt giùm em là đen vàng. Xích 6 cho Kim Ngân Võ. Còn xích không? Rồi xích 6 em hết rồi. Xích 6 em hết rồi chị Rong, Rong Càng gì ơi. Chốt em hoa vàng tại số 6 em mai một bông rất là ít nha. Số 6 em mai ít lắm. Xích 3 cho chế Trần Quý. Dạ em cảm ơn chị Vân. Xích 6 em hết rồi mấy chị. Comment nhanh mới mua được số 6. Chốt em là hoa vàng. Chốt giùm em là hoa vàng nha. 1 đến 6. Xích 6 em hết rồi. Hoa vàng này có 1 đến 6. Số 6 có bộ hoa vàng thôi. Bộ ton quần đùi. Ủa bên em hổng gài đâu có ton đùi đâu ta, đâu có ton đùi đâu chị Hằng, có ton lỡ chứ không à. Ton đùi em không còn bộ nào để bán hết đó chị. Hoa vàng 3 cho Ngọc Huệ Quỳnh. 90. Hoa vàng còn đủ xay từ 1 tới 6. Đẹp quá. Chốt đơn. Xích 4 cho chị Thu Hà. Thu Hà. Xích 4 cho Thu Hà. Rồi chốt đơn giúp em hoa vàng. Có 90 ngàn hả chị Vân? Ok ha. Rồi vải đẹp. Tại vì mai mốt là em lên giá rồi, không có còn giá này, giải lên từng ngày luôn rồi mấy chị.
chị, chút xíu đi em mặc lại mã bi, tại vì nãy giờ em chưa mặc hết bông luôn á. Em chưa mặc hết bông nha, mặc giáp bông rồi em. Chị Phan Trọng ơi, em nói chị không nghe sao chị? Em nói là số 1 còn đều bông hết nha chị ơi, chốt chốt nhanh giúp em. Hoa vàng số 6 em chốt cho chị rong cạn, rong can gì nè. Rồi ok. Rồi chốt giùm em bộ này là bộ xám. Xích số 2 và hoa vàng số 2 cho chị Nguyễn Thảo. Rồi chốt đơn giùm em bộ này là bộ xám. Cắt cái hàng màu ra cho chị luôn, lát bán hàng màu. Chốt giùm em xám 1 đến 6. Chút xíu em mặc lại cho, tại vì em chưa có đi điều bông. Hoa vàng số 6 em hết rồi chị, còn có bộ à. Xích 6 chốt rồi, là xích 2 chốt rồi, lấy gì nữa? Xích 2 rồi cái gì nữa? Xích 2 rồi hoa vàng số 2 sao không đậu? Rồi chốt giùm em là xám 1 đến 6. Tự nhiên cái chốt xích rồi, cái lấy xích nữa. Chốt đơn giùm em xám 1 đến 6. Chốt giùm em mã này là mã nâu. Ê nâu này đẹp quá ta. Nâu 1 đến 6 giùm em. Hoa vàng số 1 cho đây Phan Trọng. Nâu sàn quá 90.000. Nâu 6 em chốt chế Nhung Lâm. Chốt đơn giúp em là nâu. Quá sang 90. Ai mà bán bộ đồ 90 mới chết. Chốt giùm em nâu nè. Chị mặc số 1 là đẹp rồi đó chị. Hồi nào giờ chị mua bên em, chị mua số 1 và mặc số 1 giùm em. Dạ. Mấy đồ đẹp ngoài mới được chị Nhi ơi, mới chạy theo xu hướng được chế đẹp. Rồi chốt đơn giúp em là đỏ, đen đỏ nha. Cái mã này chốt em 86 chốt chế Thanh Giàu. Mã này chốt giùm em là đen đỏ. Mã này chốt em đen đỏ. Nâu 2 chốt chế Kim Loan. Nâu 1 cho chế Phan Trọng. Rồi chốt giùm em là đen đỏ. Trời ơi, 90.000 quý bà về nhận giải đi, giải xuất sắc nha. Chốt em đen đỏ. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị. Chia sẻ nút bên trái. Nâu 3 cho Trần Quý, nâu 5 cho chị Diễm Trần. Rồi chốt giùm em là đen đỏ 90.000 chứ. Có 90 thôi. Phải lên lắm rồi, em bán cái này là bán giá quá yêu thương mấy chị rồi. Bộ đó thì chốt đen đỏ, còn bộ này thì chốt giùm em là hoa đỏ nha các chị. Đen đỏ số 1 cho Phan Trọng. Chị bộ này không lấy còn đọc mà. 72kg cho chiều cao đi chị nha. Cho em chiều cao nữa, em mới biết đường em bán được mấy chị. Để cho 72kg. Tùy người ta 72kg ta cao, người ta mặc có số 5. Nhiều người mặc số 6, số 7 luôn mấy chị. Phải tùy cho thêm cái chiều cao nữa. Chốt giùm em mã này là mã hoa đỏ. Hoa đỏ size 6 chốt chị Nhung Lâm. Cao mấy 6 thì mặc số 5 nếu bụng nhỏ. Dáng ok mặc số 5 giúp em. Còn dáng mà hơi bề xề quá thì mặc số 6. Chốt đơn giùm em là hoa đỏ. Hoa đỏ 1 tới 5. Ủa? 1 tới 6, số 6 còn bộ nữa. Lấy cái bộ bi ra đi chị. Cao mấy 6 á, nếu mà dáng ok á. Bộ bi. Chốt giùm em bộ này là bộ riêu. Riêu này đẹp. Bây giờ dưới nè, trời trời. Chốt giùm em bộ này là bộ riêu. 1 tới 6.
em đã mặc hết 93 80 kg không có. Chốt giùm em riêu. Mã riêu là cái bông cuối cùng. Chốt riêu giùm em. 1 kế 6. Đẹp quá được rồi. 90.000 một bộ nha các chị ơi. 90.000 một bộ giúp em nha. Chốt em là riêu. Bên em là 75 kg là dữ lắm rồi chị. Không có 80. Riêu 2 chốt chị Kim Loan. Chốt giùm em là bi. Bi này em có 1 đến 6. Hồi nãy chị nào kêu em mặc bi ha. Em mặc lại bi cho mấy chị coi. Bi này số 6 em còn được 2 bộ nha. Ok chị Thảo. Qua đỏ xe 6 chốt Hương Mai. Rồi chốt giùm em Bi. Riêu xe 5 em chốt cho Diễm Trần. Chốt giùm em là Bi 1 đến 6. Trời ơi, bộ Bi này xuất sắc luôn. Bi số 3 em chốt chị Hà Khánh. Bi 1 đến 6, số 6 còn 2 bộ bi 90. Riêu 6 chốt Hương Mai. Rồi ok. Bi 6 cho Kim Ngân Võ. Bi số 6 em còn 1 bộ nữa. Riêu 6 và bi 6 cho Kế Thanh Giàu. Rồi là em hết riêu và bi 6 nha. Rồi, cái gì vậy trời. Em hết riêu 6 và bi 6 nha các chị yêu ơi. Trời ơi em có 1,5 m rồi chị. Em có 1,5 m rồi chế ơi. Rồi chốt giùm em. Riêu 5 em chốt chị Diễm Trần rồi á chị yêu ơi. Chị có lấy bi thì chốt bi 5 được giùm em ha. Chốt giùm em bi. Bi 1 cho Phan Trọng. Bi đẹp quá. Bi 1 tới 5. Tới 6 chết. Ủa tới 5 chết 6 hết rồi. Vải rất là ok nha. Vải này các chị mua ở ngoài khoảng 70.000 một mét á. Bi 1 tới 5. 90.000. Rồi em thử lại cái mã đen này cho mấy chị thấy. Rồi chị Hương Mai em chốt rồi chị. Hương Mai ơi em chốt cho chị rồi nha. Bi số 3 em chốt chị Ngọc Nguyễn. Ngọc Nguyễn Ngọc. Rồi chốt em mã đen. Bi 4 em chốt chị Mai Nguyên. 90.000 một bộ rẻ dữ lắm. Mà giải rất là ok. Form rất là ok. Anh Nguyễn nó đi học cái gì vậy ta? Hả? Chốt giùm em là đen 1 đến 6. Chốt đen giùm em 1 đến... Ủa đen này còn 6 không? Có hả? Có. Đen này em còn 1 tới 5 hả? Nó còn có 3 rồi. Hả? Ngủ luôn rồi. Chốt giùm em mã đen. Dạ em cảm ơn chị Mai. Dạ bên em không có biển ship chị. Đen 3 cho Hà Khánh. Bán lời có 10 mấy ngàn một bộ à. Các chị mua bên em 3 bộ em lời có 30 ngàn. Trừ ra tiền nhân viên, tiền này tiền kia 10 ngàn đi là còn lời 2 bộ đồ. Còn lời có 10, có 20 ngàn à. Tính ra một bộ đồ trừ chi phí hết là em còn lời được 10 ngàn. 2 bộ lời có 20 à. Mà mua 3 bộ em lời 30. Mà 3 bộ mà miễn ship cái nữa rồi ăn luôn, ăn cám luôn. Dạ nói chung là cái kem tẩy mặn này lắm rồi. Sáu mươi lăm ký phải cao mặt mới vừa nha chị.
cái bà đó có cao không? Đang một chốt quan trọng, cao mới mặc được. Chất này chất thun ati giùm em, ati hàng. Ati hàng bây giờ á, là cả 100.000 một ký rồi mấy chị. Rồi chốt em mã đen. Nó nóng ơi là nóng luôn. Cao 1m56, nếu mà bụng nhỏ thì mặc số 4. Còn bụng mà to là phải mặc số 5. Tùy theo cái form, ví dụ như cái dáng người á, người ta to xương, thịt ta ít á, thì mặc số 4 đẹp. Còn chị nào mà thịt nhiều, đủng đỉnh thịt nhiều thì mới mặc số 5. Rồi em lên hàng màu cho mấy chị. 95.000. Chắc tùy mẫu đó chị. Đen số 5 em chốt cái Trần Lan. Rút nút bộ đó này. Bên này nè, cái cây đó mà mé bìa bên này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ngay tay cô luôn. Ừ. Rồi, đen số 5. Ghê bay, chút đơn không bay. Ghê. Rồi, 95.000. Em khoái mà, em khoái bộ này quá mấy chị. Bộ vàng này nè. Chốt em màu vàng ha. Chốt em mã này là mã hoa vàng. Hoa vàng 145. Hoa vàng 145 chốt đơn giúp em. Đúng rồi đó, ngay em rồi đó. Hoa vàng 1-5 chốt đơn giúp em. 6 em hết, 6 bây giờ em còn à. Đen đỏ với hoa sau với xám thôi. Chốt em hoa vàng 1-5. Bông tròn tròn mà màu gì mấy đồ chị ơi? À bông tròn tròn là xích đó hả? Xích này hả chị? Cái này không phải cái bông, nó như cái gì xích vậy đó. Chốt em là xích 1-5. Chết, cái này đúng không? Cái này là xích nha chết. Nè. Xích 1-5. Mở ra gần ngoài. Xích chốt đơn giúp em. Này là mát rồi, mát hơn máy quạt nhiều rồi. Chết mẹ rồi. Trời ơi trời, bấm lộn nút nữa. Chốt giùm em là xích nè. Rồi em qua hàng mày đó chị. Xích tới chị, em còn 1-5, 90. Hình như ở trên còn rẻ rồi. Lấy mấy cái màu đó số 1 luôn chị. Hàng màu này hôm qua em có bán hôm kia chứ. Chốt giùm em là rong biển. 95.000 một bộ đẹp lắm. Rong biển này có 1-6 luôn. Xong chưa anh? Trời ơi 95.000 xuất sắc bộ này. Chia sẻ like giúp em đi mấy chị, bữa nay cái màn hình nó bị méo méo sao. Chốt giùm em là xích. Còn cái này là rong, rong biển. Bên em không có bỏ sĩ chị, riết rồi bây giờ lời không có nhiều rồi chị ơi. Bớt cho chị được bộ 5.000 thôi chứ không có bớt nữa chị. Mà mua 20 bộ là phải tự chịu tiền ship rồi. Tại vì ship nó hơi cao rồi. Chứ tại vì em bán bây giờ là một bộ em lại có 10 mấy ngàn thôi. Số 5 còn có không? Chốt đơn giùm em màu rong biển 95.000. Đẹp chưa? Cái này là vải nha. Vải này vải rất là đẹp luôn, tơ lạnh á. Đợi cái mai giả quấy cho các chị nè. Quá trời làm, quá trời bán ế luôn. Chốt đơn giùm em, màu này là màu rong biển. Rồi chốt giùm em, màu này là màu vàng nghệ. Xay 1 vàng nghệ này em có 1-mấy nha. Vàng nghệ này có 1-4, 5-6 hết luôn rồi. 95
5K cái gì vậy trời. Cái màn hình nó tối sầm xuống vậy. Chốt đơn giúp em là vàng nghệ nè. Cái bút mình nó làm sao đó. Chốt giùm em là màu hồng. Hồng này có 1 tới 4 luôn. 5, 6 hết nha. Màn hình có bị tối không các chị? Hồng, hồng. Chốt giùm em màu này là màu cao khô. Ánh sáng tự động. Tính quế số 3 em chốt chị Hương Mai. Rồi chốt chị em là màu nho. Nho 1 tới 6 giúp em. Ờ nho này có 5 có 6 ha. Rồi chốt chị em là tím. Tím chốt đơn giùm em 1 tới 6 luôn. Tím có size 1 tới 6. Chốt giùm em là màu xanh lá. 95.000 1 tới 6. 1 tới 6 95. Cái này góp ý nha. Cái bà xài cái đó là em phải xài máy quạt riêng á. Không qua em thì biết. Chốt giùm em là màu đen. Chốt giùm em là màu đen có 1 có 2 có 3 có 4 có 5. 6 em hết đen. 95.000. Chốt giùm em đen 1 tới 5. Góp ý gì đòi hỏi chứ góp ý gì má. Chốt giùm em đỏ này em có 1 tới 6. Đỏ này em có size 1 tới 6. Xanh lá size 5 chốt chị Thảo Quỳnh. Tính quế size 6 chốt Hương Mai. Rồi em hết màu em đang mặc là màu rong biển. Tím số 3 cho Hoa Huỳnh Thị. Chốt giùm em là màu đỏ. Đỏ 1 tới 6 luôn. Chốt giùm em đỏ. Đồ bộ ống suông bên em không có bán đồ bộ mà ống suông chị ế lắm. Chị đừng đợi em, chị đi mai đi chị. Không mới mua sách khác, ống suông đi chứ bên em không có bán suông. Hồi đó có bán mà giờ không có nữa, bán chậm lắm chứ. Số 4 khoảng 60-65kg, 65kg cao giùm em. Đỏ 1 chốt quan trọng. Không chị, bên em hàng màu là chỉ có một mẫu này thôi. Chốt đơn giúp em, đỏ. Tại vì một mẫu á, em may khoảng tầm nửa tháng mới có hàng. Đó, mà mẫu nào em về là em bán hết mẫu đó. Chứ không có cái vụ mà về một lần mà 4-5 mẫu là may. Có nữa khoảng 2 tháng mới được 4-5 mẫu đó mấy chị. Mà 4-5 mẫu em cũng không có may đó. Em cũng không có like liên tục 4-5 mẫu nha. Rong biển số 5 và đen số 5 cho chị Diễm Trần. Chốt giùm em màu này màu đỏ. Đẹp lắm. Mẫu này em sắp hết rồi. Này à, em về được 300, 300 mấy. Mà còn khoảng trăm mấy nữa là em hết rồi. Chốt giùm em màu này màu hồng. Trời ơi màu hồng nhức nách luôn. Một ngay. Em hả? 4-5 bộ, 5-6 bộ gì rồi đó em ơi. Em mua em nhớ giùm chị đi chứ nhiều quá, nhiều khách quá chị không nhớ được cái người nào bao nhiêu bộ đâu em. Ống suông là đợt hàng sale quá chị. Ống suông lửng á phải không? Lửng ống rộng tới đây chứ gì giải su lên á. Bây giờ là không có ra nữa chị, mà ra cũng không có bán được mà cái rẻ. Cuối rẻ bèo mấy chị mua được hàng sale thì nó chỉ hên thôi. Chứ không có hoài đâu mấy chị, đừng chờ đợi cái hàng sale mà vài chục ngàn để có hoài đâu mấy chị nha. Có nhiều chị á, muôn đời kiếm hàng sale bên em mua không mà hàng im về không có mua. Hàng sale á, lâu lâu bên xưởng họ sale một lần. Còn nếu mà đồ của em sale á, thì phải hàng nó phải trên một năm trở đây đi em mới sale. Đó, là cũng như là cù cặn mà những cái bông xấu, những cái màu xấu bán không được á, em mới sale giá lỗ thôi.
Rồi chốt giùm em mã này, mã màu hồng. 95.000 một bộ, em đang mặc tính với số 5 cho chị Nguyễn Thảo. Số 5 em còn tím, còn đen, còn đỏ, còn nho. Rồi chốt giùm em mã hồng này, em có 1 2 3 4 với số 6. Số nào số 4 còn không? Số 4 còn, số 5 hết. Chị nhớ lộn rồi, bên em đâu có bán ống suông nè mà 101. Nào giờ lâu dữ lắm rồi em đâu có bán mà đồ bộ ống suông chị. Có bà ba thì bà ba ống rộng thì có. Chứ em đâu có bán ống suông. Bà nói gì vậy? Hồng hai em chốt chị Kim Loan, hồng này ngọt quá. Chứ không phải em lâu lắm rồi, nay khoảng 2 năm nay rồi em không có bán ống suông. Tại vì ống suông kén người mặc lắm, phải trung tuổi mới mặc, chứ trẻ trẻ như tụi em không có mặc. Cái này em bán bộ này trẻ mặc được, lớn tuổi mặc được. Ống suông khó. Chốt giùm em bộ màu đen. Hồng chốt giùm em, hồng đẹp quá à, ngọt ngay luôn á chị Loan. Thích ghê á. Em bộ màu đen này có xay tới 5 mà 6 hết. Gà nó kêu. Gà nó gái quá. Em lấy mấy cái bộ đó ra chị xem thử. Mấy cái bộ đá, mấy cái cọc ngoài nó số mấy. Hồng ba em chốt chế Hà Khánh, chốt em đen. Đen này có 1, 2, 3, 4, 5 thôi. Số 5 em còn duy nhất một bộ số 5. Giả váy mình còn nguyên một dây ở đây luôn ha Yến. Còn nắm nó thôi phải không? Gom lại hồi nãy. Rồi em đưa váy vậy, váy giả váy màu ra đây đi chị sale cho. In cái nửa mấy cục Yến. Ủa gì nè. Quy mua cái này hả? Ừ. Còn mấy chục gì? 1 2 3 4 7 8 chục à, em sale giả váy màu. 95.000 một bộ, em đang mặc không lê dông. Còn biết để sao. Còn có mấy cục dục đại đây đi cho chị sale từng sale cũng được. Giả váy màu sale cho các chị 9 bữa sale 95 hả? Dạ váy màu xem có chị 95.000 nè, em còn mấy chục bộ nè em hết rồi. Đậu này chốt của em là đậu C3 nha. Đậu này cái cặp đứt số mấy vậy? Em có 3. Dạ váy màu. Dạ váy màu chốt đơn giúp em 95.000, còn mấy chục bộ nữa em bán hết luôn. Rồi ngưng giả váy là giả váy nhường cho các shop khác người ta bán đi. Mình bán nhiều quá trời rồi. Cho mấy chị đi mua nó mắc mắc một chút. Cho mấy chị mua chút khác đó, mắc mắc một chút ha. Rồi ok, chốt đơn giúp em xanh đậu. Ê, chị thấy có 3 rồi đó, có 5 rồi đó, có 4 không? 4 rồi. Có 3, 4, 5, xanh đậu 95. Giả váy này cho mấy chị cô có quần nè, cũng thiếp có quần nha, 95.000. Chốt giùm em. Hết hàng nút tàu gì chị? Nút tàu hả? Còn chị ơi, còn. Chị muốn mua xe máy chị Kiều, cái hàng đi chùa nút tàu phải không? Chị muốn mua xe máy. Chị muốn mua xe máy em đưa màu lên cho chị coi. Chứ dọn nguyên cái đống ra là em hơi cực đó chị gái. Chốt giùm em đậu 3, 4, 5, 95 ngàn. Cái này là giả quấy nha. À, đậu 3 em chốt chị Lan, chị đã nhận đồ em gửi rồi. Dạ em cảm ơn chị Mỹ Dung. Nè Vinh, Vinh. Đậu 3, đậu em có 3, có 4, có 5. 95.000 giả quấy giúp em. Rồi chốt giùm em là xanh lá. Xanh lá có 3. Cái cặp đó số mấy? 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. 3 đây hả? Cái này là 3 hả? Ừ, 3 nè. Chốt này giùm em là lá. Lá này em có 2, có 3, có 5. Cọc này số mấy? Này số 3.
Rồi lá này có 2, 3, 4, 5, 6. Lấy cho chị một cọc cổ tàu số 4 ra đây. Cọc đi chùa cổ tàu số 4. Chốt đơn giúp em là lá 3, 4, 2, 3, 4, 5. 95.000 và mấy màu. Chốt đơn giúp em nha mấy chị. Cổ tàu á chị, cổ tàu em còn nâu. Còn tím 10 giờ, còn tím quế, còn lam và còn rong biển. Cổ tàu số 2 còn mà giờ em đọc màu cho mấy chị nha. Chứ bây giờ tùm lum hàng hết em làm không có nổi mấy chị. Sắp ra một lô hàng mấy trăm bộ, sắp chồng lên nhau. Số 4 em còn nâu, còn rong biển, còn tím quế, còn lam, còn 10 giờ. Như chị Thanh Kiều. Đây cổ tàu xe có chị 90. Đậu xe 5 chốt chị Diễm Trần, đúng út xe 5 màu đậu. Đây cổ tàu, đây quần ống hôm. Đúng rồi. Tôi lên hết hàng. Chốt giùm em. Cái hàng này là sale rồi nên không bớt được nha các chị. Hàng này em bán 101 lần đó. Này bữa hổm mình sale bơ 80 hay 90? 90.000 một bộ nha, cổ tàu. 90 mấy chị chứ không phải 80. Đó, cái mẫu nó như vậy. Số 4 em còn rong biển nè. Còn tím quế nè chị. Còn lam. 90.000 một bộ nha, còn nâu. Thôi được, đừng lấy. Còn nâu nè. Cổ tàu khoét là sẫm em ơi, còn cái này là đi chùa nó không có giống nhau. Hết hàng rồi em ơi. Và còn tím 10 giờ. Đây. À, đồ bộ mi đang mặc chị nhận rồi nha. Vải mềm mịn đẹp lắm. Dạ em cảm ơn chị Nhung Lâm. Đó chốt giùm em. Cổ tàu ở số 4 đó chị. Rong biển số 4 cho Lê Thanh Kiều. Các chị không mua giả váy vậy em dẹp giả váy vô nha. Dẹp giả váy vô nha mấy chị. Cái banh tùm lum tùm la ra rồi ship lại cực dữ lắm. Giá váy màu số 2. Còn màu màu đỏ đô, màu đen, màu ruốc, màu lá, màu cổ vịt, màu xanh đậu. Không em. Không có lôi sẫm các em ơi. Lấy cái màu số 2 của giá váy ra làm chị. Một người mà đòi một kiểu là chết em luôn mấy chị nha. Không có sống nổi mấy chị. Một lô đồ 5-600 bộ lận lôi ra ship từ xây mấy chị ơi. Đen 2 chốt chị Cẩm Hoan nè, mấy chị mua hàng dễ á nè, nghe đọc màu là chốt nè, mấy chị thấy không? Đen 2 chốt chị Cẩm Hoan nè. Giả váy lên rồi đó chị. Em xuống liền bây giờ nè. Chốt giùm em là đỏ đô. Xanh đậu số 2 nè chị Ngoan. À, cổ vịt số 2. Màu này màu ruốc số 2. Màu lá số 2. Rồi. Ủa, bấm đen 2 cho chị Cẩm Hoan rồi, bà chốt chưa? Chốt rồi hả? Chốt rồi, bỏ ghế nè. Kêu lên giả váy mà đâu có thấy chị chọn đâu mà chị kêu lên. Rồi, dẹp giả váy qua bên đi. Rồi, vậy là chị Lê Thanh Kiều. Chị Lê Thanh Kiều chỉ chọn được cổ vịt 2 cho chị Cẩm Hoan. Cổ vịt 4 cho Ngọc Huệ Quỳnh. Không em ơi, chị sẵn xe 2 chị hết rồi. Số 4 thì còn màu ruốc, màu tím 10 giờ, màu nâu, màu lá của hàng giả váy nha. Chị này mua có 1 bộ hả? Hên là gây ginh có 1 cục số 4 chứ ginh ra. Nguyên lô mấy trăm bộ mà phải lấy 1 bộ cắn lưỡi luôn. Hên lấy con đủ màu số 4 rồi. Nè. Đen size 3.
Trời ơi chế ơi, làm gì có giá miễn ship chị. Chị muốn hàng bên em mấy lần rồi chị Kiều. Bên em không có miễn ship nha chị. Chị muốn miễn ship thì chị đi shop khác giùm em. Nó bán cho chị một bộ 120, 130 thì nó miễn ship cho chị. Còn bên em bán có 90 hà. Chị muốn mua bên chỗ miễn ship hay là bên chỗ không miễn ship cho chị lựa chọn. Đen size 3. Đen size 3 có hàng gì chị Lan ơi? Có hàng gì chị? Hai bộ số 1. Gì vậy trời, Lê Thị Thanh Kiều mà. Chị Lê Thị Thanh Kiều á là chọn cái mẫu gì vậy chị? Mẫu đi chùa, cổ tàu hay là mẫu gì báo lại giùm em. Cổ vịt số 3 cho chị Lan Nguyễn. Cái gì quên này. Ừ. Cổ vịt số 3 với đen 3 chắc hàng giáo quấy hả chị Lan? Ghẹ muốn chết rồi, miễn ship gì nữa mấy mẹ. Phải bán 120, 130 mà mấy chị hỏi miễn ship không em không tức. Bán có 90 ngàn bộ rồi. Vô hỏi miễn ship không mình kỳ lắm mấy chị. Không có miệng mồm nào hỏi được hết trơn, em nói thiệt luôn á. Em đi mua một bộ đồ 5-600 ngàn là chuyện bình thường. 5-600 ngàn là chuyện bình thường với em. Mà em có bao giờ em hỏi người ta là có miễn ship không đâu. Tại vì mình biết cái tiền ship shop đâu lấy. Cái thằng giao hàng ở bên công ty nó lấy chứ nó ăn chia chứ nó xe shop đâu có dính líu tới cái tiền ship đâu, mình hỏi chi nó để người ta đánh giá mình. Mẫu chị My đang mặc màu tím quế số 5 còn không? Rồi em chốt cho chị Trang nè. Tím quế số 5, màu nho số 5 nè. Cái mẫu em đang mặc không có cổ vịt. Em có màu em chốt cho chị được tím quế với nho, em còn màu đen với màu đỏ đó chị Trang. Đen em đang mặc này với đỏ, đỏ tươi. Cái này là đi chùa chị chứ không phải sẵn. Rồi ok em chốt giả váy rồi. Chị Lê Thị Thanh Kiều kiếm đơn, chị Lê Thị Thanh Kiều tháo cái bộ rong biển số 4 ra chị đi. Rong biển của cái mẫu, ừ đây nè. Cái mẫu cổ tàu á. Chốt giùm em màu khác đi chị Trang ơi, không có cổ vịt. Đưa, đưa giùm Út cái bộ màu đỏ cái Vi. Bộ màu đỏ của cái số 5 nè. Số 5 bên này, ừ đúng rồi. Này em có màu đỏ nè chị. Đã này ra luôn hả? Ừ, ừ thôi. Vậy một bộ nó cổ tàu, ừ vậy thôi lấy rong biển. Chốt giùm em đỏ nè. Không, em không có lên sẵn chị. Chốt giùm em đỏ. Đỏ 5 là chị Trang. Còn đỏ với đen em đang mặc thôi chị Trang ơi. Còn số 5 của chị. Đỏ với đen. Rồi ok, vậy đỏ số 5 cho chị Trang Phạm nè. Nè lấy bộ này cũng được không? Rồi ok, em không có lên sẵn đâu chị. Giả váy màu số 4 hả? Ủa chị gì kêu em lên giả váy màu số 4 quên rồi. Trang hả? Giả váy màu số 4 mình còn màu gì? Hình như em còn lá, còn guốc. Còn cổ vịt hay gì hả chị? Đúng rồi, không đủ miễn ship. Không đủ tiền mai nữa. Trời ơi. Mua một bộ đồ 90 ngàn, hai bộ mua nổi mà tiền ship kỳ kèo nó mệt dữ lắm anh chị. Số 4 em còn màu ruốc. Đây đây là lấy lục đủ màu số 4, lấy cây số 4 đó ra anh chị cho chị Lan chị coi nè. Nè giá váy màu số 4 còn ruốc nè. Bỏ xuống. Số 4 em còn ruốc nè. Còn đỏ nè. Còn tím sen. Còn màu đen. Đó. Rồi còn màu xanh lá và xanh đậu. Lúc của chị lá với đậu số 4 à. 95 ngàn. Nè cho Trang coi nè Trang. Giá váy màu số 4. Còn đậu với lá nè. 95. Đen nè. Tím
sen nè em. Màu ruốc, màu đỏ đô. Rồi ok ha. Rồi em qua nha, em vô ấy rồi là em không có cho mấy chị coi lại được. Thôi lấy cái màu này đi. Lấy màu này cho mấy bà coi đi, cho nó tươi, cho mấy chị coi cái mẫu cho nó dễ ha. Rồi, em có màu lá nè. Đó, cái mẫu da váy nè. Vải ok lắm, trời ơi. Không có đâu bán mấy bà 95 nè. Bảo đảm. Rồi, em qua tới em bán hàng sale. Trời đất ơi, rách bọc luôn. Em lên em bán hàng sale cho mấy chị nè. Chia sẻ like giùm em nha. Xin hỏi mấy vị có cài kẹp mà không? Xin bà mượn 7 cây. Mua 6 cây bữa hổm kẹp ở đây ở mắt mẹ hết trơn, còn có 1 cây. Ừ, dừa. Rồi. Xin không cho mất rồi. Mấy người xin không cho mất là nó vậy đó. Đó. Rồi, lên em. À, đợi em xíu nha. Em xíu em lên đầu sale cho mấy chị này, chia sẻ like giúp em, giúp em, giúp em. Yến Yến cần lại đặng chị lấy cho chị một cuốn sổ của chị dịch tây, Yến chị để trên đó để chị coi là cái giá của cái bộ đồ này để chị bán. À, giả váy số 3 hả? Giả váy số 3 hồi nãy em có đọc màu rồi đó chị. Cổ tàu màu nâu số 5 hả? Trời ơi. Cổ tàu màu nâu số 5 coi còn. Cổ tàu màu nâu số 5 chốt chị Diễm. Đồ đang mặc xanh lá số 6 em chốt chị Đỗ Nga. Còn hàng không? Đó lá 6 đi. Ủa không phải, 7. Đồ đang mặc em hết lá 6 rồi. À, đồ đang mặc á là số 6 em còn màu hồng, màu đỏ, màu tím, màu rong biển và màu nho hà chế. Chế đậu nghe. Tóc bay phấp phới chị, ừ mà bắn ế. Rồi. Bây giờ em lên em xem có đồ đá này cho mấy bà nè. Giờ em coi giá em mới nhớ được. Chứ quá trời đồ hết nhớ rồi mấy chị. Mà cổ đá này bây giờ hình như còn size 1 không mà 70.000 bộ. Bộ em đang mặc số 6 em còn đỏ, tím, trong biển và nho. 95.000. Rồi em lên đầu sale cho mấy chị nè. Chị nào nhỏ nhỏ thôi mua về. Mua về tặng hay là mua về cho cũng được ha. Dạ em cảm ơn chị My Oanh. Rồi chốt đơn giùm em. Xây 1 70.000 một bộ nè. 70 là lỗ luôn. Chốt giùm em là đỏ. Giả váy sọc vàng hả? Sọc vàng. Để chị coi em cái. Sọc vàng này hả Trang? Trang ơi, sọc vàng này đúng không? Số 3 nè. Rồi chốt giùm em bộ này đỏ 1, 70.000. Vốn 75.000 đó. Ghê chưa? Lỗ 5.000 rồi chốt em đỏ 1 nha. Hình như cái này còn 1, còn 2 thôi mấy chị. Đỏ này em còn size 1, size 2 chốt em 70. Chốt nho 6 thì chị đổ nghe. Nho 6 bộ đó đó cưng con. Nho ngoài bìa. Ừ đúng. Màu nho số 6, ừ qua đây đi Út cũng luyện cho. Chốt giùm em bộ em đang mặc là đỏ. Đỏ 1, đỏ 2, 70.000 một bộ. Trời ơi, đẹp cực kỳ luôn. Nè. Thấy cái phơm đồ chưa? Chốt em đỏ 1, đỏ 2, 70. 70 là giá không còn giá để bán luôn. Đỏ 2 chốt Hương Mai, mẫu này đẹp lắm Mai ơi, nha Mai ơi. Mai yêu ơi, chị nói thiệt. Giải này là chị nhập nguyên một cái mấy cái lô này nhập về là mấy ngàn bộ á. Mấy ngàn bộ á, mấy ôm người ta mới để cái giá mềm cho mình.
đó, hai em chốt cái Nguyễn Hằng, ta mới để giá mềm cho chị. À, bộ màu trắng đó là chấm bi đó chế, chấm bi đó 90. Ê chế Thanh Thúy ơi, cái mẫu này em chỉ còn size 1, size 2 dành cho người nhỏ nhỏ con thôi chị. Bỏ cái Thanh Thúy đó tới độ 4 thằng đâu có hàng. Đây bộ bi ở sau này 90 ngàn ở chị Trần Lan. Bi này em có size từ 1 tới 5. Sọc vàng size 5 không có chị. Sọc vàng này chỉ còn size 3 thôi. Bộ bi này 90 ngàn. Ha. Bi này 90 đẹp lắm nha. Em cảm ơn chị Phan Thiều. Rồi chốt em mẫu đỏ răng mặt 1, 2, 9, 70. Có size 1, size 2 mua về tặng nha mấy chị. Rồi chốt em bộ hồng. Đồ đăng mặt có số 6 không? Chứ cái cục có số mấy? Đồ đăng mặt số 6 em có màu tím nè. Tím này em có size 6 nè. 70kg có hàng không? Đồ đăng mặt nè, 70kg số 5. 70kg nhiêu chiều cao nhiêu vậy chị? Cái này không có đen đâu chị. Giả váy hột gà số 4 hả? Ủa đâu có giả váy màu hột gà. Hình như hết rồi em ơi. Rồi chốt đơn giùm em tím này có 1, có 2, có 5, có 6. 1, 2, 5, 6, 70. Cái này là hàng sale mấy chị ơi. Trời ơi, một bộ đồ mà mai vốn ra là 90 rồi. Chốt giùm em là tím. Tím 1 đến 6. Ủa tím 1, 2. Có 5, có 6, chốt em 70. Tím 1, 2, 5, 6, 70 ngàn một bộ mấy chị. Hàng sale. Chốt giùm em màu da này, em có size 1. Có size 1, size 2 và size 6. Thấy chị Vân chị. Giả váy em lên rồi chị ơi. Chốt giùm em là màu da. Bi size 4 chốt chị Trần Loan. Rồi. Mấy 6 mặt số 5 chị. Tím 1, tím 2 cho hàng Hướng Dương. Rồi, tím 1. Rồi. Tím 6 cho Phan Thiều. Bi 4 em chốt chị Trần Lan rồi nha chị Trần Lan. Chốt giùm em màu này là màu da, có 1, có 2 và có 6. Bộ đăng mặt không có size của chị Ngọc Lợi rồi chị Ngọc Lợi ơi. 70 ngàn hàng này hàng sale. Vải rất là đẹp. Hàng sale mà ôm nguyên một lô này 100 mấy chục triệu á. Tím 2 chốt chị Lan Nguyên. Chốt giùm em da. Da 1, da 2 chốt Hà Hướng Dương. Trời ơi Hà ơi em ơi, em gái yêu. Số 4 mẫu này hết. Da 1 và da 2. Rồi chốt đơn giùm em da 1, da 2, da 6, 75kg. Tím 6 Phan Thiều em chốt cho chị rồi chị. Chốt giùm em xanh dương này em còn size 1 thôi. 70. Tím 5 chốt Nguyễn Ngọc Tư. Cho em số điện thoại đi chị. Chốt em Dương 1. Em cảm ơn chị Vân, chốt em Dương 1. Mấy chị muốn like bà ba gì? Bây giờ còn 3 bộ ở đây là hình như là size 5 với size 6 là nhiều. Vậy hả? Ừ. Tại vì chị ôm được lô này luôn sale đó em gái. Chứ hàng thiêu đó người ta bán ra mắc tiền lắm. Dương 1 chốt Phương Mai. 60kg hết hàng, chốt giùm em là cam. Cam này cam đào ngọt lắm. Cam này em có 1, có 2, có 6. Xin Dương 1 cho chị Thanh Thủy. Số 1 là khoảng 50kg đổ lại. Bà ba mà bà ba gì mới được em. Rồi chốt đơn giúp em là cam đào 1, 2 và số 6. Em có 1 bộ 70 ngàn một bộ như cục vàng linh linh. Chị nào lấy chốt giùm em.
2 cho bé sóc lâm. Số 4 em không còn bộ nào luôn chế. Số 4 với số 3 em hết hàng. Chế bé sóc lâm ôm hết này em đi chị. Bên chị không có bà ba lụa nha em. Cam 6 cho bé sóc lâm. Chốt giùm em cam 1, cam 2 và cam 6. 70. Cam 6 em hết hàng rồi. Số 6 em còn màu tím và màu da. Màu da này em còn 1, 2 thôi, 70 ngàn một bộ. Đúng rồi. Cam 4 không có hàng chị. 70k bằng tiền mai, đúng rồi em. Không, chỉ bằng cái tiền công thôi nha. Chị chưa tính tới cái đá mà để ép lên vải. Đá này là nguyên một bộ này là 22 ngàn nè. 22 ngàn một bộ này. Tại người ta đặt, người ta bán số lượng nhiều quá. Chị cũng không, nói chung là chị cũng ngại nói ra cái vấn đề của khách. Nhưng mà cái hàng này cù lại, người ta chấp nhận, người ta lỗ. Như người ta lời cái phần kia rồi, cái này người ta chấp nhận lỗ, người ta sell lại. Ví dụ người ta đặt bộ đồ này là 90 đi, ta sell lại cho chị là 70. Như vậy nó chấp nhận lỗ á. Cam 1 cho chị Lê Thanh Thủy, cho chị Thanh Thủy. Số 2 nhỏ xíu rồi em. Size M 52-53 ký. Cam 2 chị Mi Oanh. Đỏ em còn 1-2 á chứ. Đỏ 2 em chốt chế Lan Nguyễn. Da 6 em chốt chế Đỗ Nga. Đẹp lắm, thật sự luôn á. Hàng này đặt mai là 90-95 ngàn gì đó. Tại vì nó có đá nó rất là mắc. Không có đá thì nó rẻ. Nè em mặc da nè, da này em còn 1-2-6. Cái này em còn 1-2 là nhiều á chứ. Nó hàng cù á, hàng cù người ta bán mấy cái size to người ta bán được á, cái size nhỏ người ta ôm người ta sell cho mình. Hàng sell là nếu như vậy đó, mình không có được điều size nên họ mới bán giá lỗ cho mình. Nút vậy. Chốt đơn giùm em da này em có 1, có 2, có 6. Đỏ 2 em chốt bé sóc lâm, bi trắng sóc lâm chốt chị Ngọc Tư. Trắng con. Rồi chốt đơn giúp em là da có 1, có 2, có 6. Số 6 75kg, mét 58 trở lên. Quá sang luôn. Số 2 á, số 2 mẫu em mặc còn đỏ, còn tím, còn da, còn cam đào quá chết. Cái này là dông em gái. Cái vải y chang như cái vải gì đó thiêu thiêu á. Ừ. Chung một lô đó em. Da 6 cho bé sóc lăm. Chung một lô với cái hàng mà bông ren ren á. Mà lai dông là lai dông đẹp như su len vậy đó. Chứ không phải lai dông mũm lờ mũm lét ha. Rồi da 2 em chúc chế My Oanh. Em cảm ơn chế Oanh. Em rất ưng bộ sẫm mà. Rồi số 3 hết trơn rồi. Sẫm nào? Em tải cái mẫu sẫm thôi, khoét cái lỗ ở đây không? Hay là sẫm nguyên một cái dạng nút dài xuống. Giá váy màu đen số 4 tốt cho Thùy Trang. Rồi da này em còn có 1, có 2 thôi. Rồi ok. Số 4 á, tím gì em? Chốt giùm em màu tím này. Em còn 1, còn 2, còn 5 và còn 6. Đẹp lắm. Dễ gì mà mình mua được giá này. Cù cặn mà. Hàng sale là hàng vậy đó. Hàng rớt xay, hàng lẻ xay, hàng lẻ màu. Người ta bán không còn được nữa, người ta mới sell lỗ cho mình, ai cũng vậy thôi. Đó. Chốt em tím nặng mai dày dặn chứ không phải mà như chỗ khác mai ha. À sẵn khoét lỗ hả. Rồi tím chốt tím giùm em. Có xe 1, xe 2, xe 5, xe 6, 70. Tím 5 chốt Linh Linh. Rồi ok, bà ba đâu mà. Thanh truyền này chắc tôi lóc nó luôn á. Chốt đơn giúp em là tím. Tím có 1, có 2, có 5, có 6. Da 2 em chốt kiếp Phương Phan. Rồi số 2 em có đỏ nè chị. Tím 2 em chốt kiếp Hoa Tím. Em có đỏ nè, em có mặt rồi á. Có cam nè.
70.000, cam này có một có hai thôi. Mua về cho, mình có em mà cái dáng nhỏ nhỏ mua cho. Em ơi, chị kêu lấy cho mẹ chị mà lấy màu sáng quá. Cái gì chị? Quế hồng. Quế hồng cái gì chị? Chị mua cái gì chị quế hồng? Mua cái gì mà sáng quá chị? Chị kêu là lấy cho chị 4 bộ số 4, 4 màu. Chị mua cho mẹ chị, chứ chị không có nói là lấy màu sáng hay màu tối nha chị. Thì bên em cứ lấy lộn xộn cho chị thôi. Bởi vì em không có thích cái vấn đề mà tụi em chọn. Mấy chị cứ kêu lấy đại rồi giao tới, mấy chị cứ nói này nói kia. Chị kêu trong đây nè, em lấy cho chị 4 bộ 4 màu số 4, chị mua cho mẹ chị. Chị là Hồng Huệ nè, không cần gọi, em cứ gửi. Chứ chị ngoài đây chị không có nói là sáng hay tối nha chị. Khổ ghê. Khổ cái vấn đề mà tự chọn lắm. Bởi vì ít khi nào mà em tự chọn cho khách lắm. Khi nào mà em thấy khách đó dễ lắm em mới tự chọn. Còn mấy chị mà đã khó là em không có chọn. Chốt giùm em bộ này là bộ cam. Cam này là cam đào. Chị ơi, ton là nó chỉ có như vậy thôi, chứ nó ton làm gì mà có đen thùi lùi chị. Mà nó rẻ thúi rẻ rề luôn chị ơi. Có bao nhiêu tiền đâu, có 50.000 một bộ à. Set 1 màu da em chốt chị Huyền Trân, cho em số điện thoại nha chị. Chị không lấy thì chị cứ trả lại cho em đi, chứ đừng có lên mà chỗ em bán mà nói này nói kia em mệt lắm. Không có nhiêu tiền hết á. Tại em nghĩ chị dễ em mới chọn đại cho chị thôi. Chứ em đâu có biết là mấy cô đó mấy cổ thích màu sáng hay là màu tối đâu. Nhiều khi già người ta cũng thích màu tươi bình thường nha mấy chị. 45,5kg là bằng y chang chị luôn nè Trân. Chị nói thiệt, em mặc số 1 mà không đẹp như chị thua cũng thua. Dạ quấy hồng gà hết rồi khỏi xem em. Cho chị số điện thoại cho Trân, chúc em màu cam. Xanh dương em còn số 1. Có nhiều người già lớn tuổi người ta không có chịu mặt tối, người ta tính mặt sáng mà níu kéo lại cho tươi. Như mẹ ruột với mẹ chồng em lúc trước, mẹ ruột em cũng mặt tối không à. Mà giờ bà thích mặt sáng, màu sáng cho nó đừng già quá. Đã mình già rồi, mình lớn rồi đó. Em không lấy giùm nữa đâu. Em mặc số 1 thôi, em mai mốt em không bán cho ai mà. Ừ lấy giùm chị 4 bộ 4 màu hay là gì em không bán nữa đâu. Thôi em nói thiệt với chị, bộ đồ ton em có lợi ngàn nào em chết liền. 75.000 một bộ. Ủa 70.000 bộ. Xanh dương size 1. Nhưng mà cái này em còn 1, 2 không hòa chế. Chốt giùm em dương. Dương này em còn 1 thôi. Trời ơi má ơi, 12 giờ rưỡi rồi sớm gì nữa chị. Thiệt á. Bà nào vậy, từng thường em lên là 11 giờ rưỡi, 11 giờ là em đã bán rồi chị ơi. Không đâu, có nhiều người dễ hơn chị nữa, chị đẹp. Có nhiều người dễ lắm. Thì em thấy chị dễ nên em mới chọn cho chị đó chứ. Chứ chị mà không dễ là em đã không có chốt rồi. Chị thì chị coi like em, chị biết nha chị gái. Ít khi nào mà em cái kiểu em tự chọn cho khách lắm, em sợ. Sợ giao tới mấy bãi chê màu này màu kia rồi bà không lấy lắm. Tại vì khách nào là em lui hết, khách khó khăn, khách sai luôn hết trơn nè. Chốt em dương 1, 70.000. Không có số 5, Quỳnh Nhung nghe nè Quỳnh Nhung ơi. Rồi chốt em xanh dương số 1. Hàng này không còn số 5 đâu chị. Mấy cái size lớn không có còn, bán hết trơn. Còn người ta cũng không có sale cho mình, người ta sale vậy đó. 70.000 một bộ, em còn size 1 tới size 2 thôi. Là từ 53-54kg đổ lại thôi. Hả? Cái mẫu này số 5 với số 6 thì còn bộ màu tím là cam. Em đang mặc là cam đào ngọt lắm. Đưa chị một bộ một lấy một bộ bà ba màu hồng đất cho chị số 4. Xem bộ bà ba 70. Đây để coi bộ bà ba 70 chắc lỗ quá. Hỏi ấm rộng còn không? Nè. Ừ.
giá là 75. Em bán với chị 70 nè. Tím 5 chốt bé sóc 5. Số 2 là 5253 quý chị ơi. Rồi. Bà ba em nhập vô 75 ngàn sale mấy chị 70 nè. Chốt em bà ba nguyên bộ ống rộng nha. Bà ba nguyên bộ ống rộng chốt giùm em, bộ này là bộ hồng đất. Size này là size 4 70 ngàn. Dương size 1 cho Lu Du. Số 1 em có dương, có da, có tím, có đỏ nha chị. Rồi chốt giùm em là màu. Màu này màu gì? Màu hồng đất, số 4 70, hồng đất chốt cho cô Diệu Liên. 70 ngàn, quần ống rộng đàng hoàng, vải rất là đẹp, size 4, 64, 65 kg. Số 5 hết hàng rồi chị. Rồi bộ cam đang mặc, Quyền Trân cho chị xin số điện thoại với Trân ơi. 4 bộ số 3 gì chị Nga, bên em không có số 3 chị. Mà bây giờ khách lên lựa màu giùm em thì em không có tự lựa nha. Chốt giùm em là hồng. Hồng này em có size 4, 65 kg, cao 1m57 trở lên, mặc vừa số 4 nha. 70 ngàn. Hồng đất này có số mấy? Có hồng mấy chị nhớ, hồng không có số 6. Hồng đất này em có size 6, 75, 76 kg. Chốt đơn giùm em. Em đừng có nói vậy, chị mua bên em nhiều lắm đó rồi. Ủa em đâu có nói gì chị đâu. Em đâu có chửi mắng chị hay gì đâu. Nhưng mà em nói á, em rút kinh nghiệm, lần sau là em không tự chọn màu cho khách nữa, tự khách lên chọn giùm em. Có thời gian thì coi like giùm em, còn không có thì thôi. Em sẽ không tự chốt cho các chị. Rồi tới á, mắc công gửi màu sáng màu tối mít lầm. Chị em mình không vui vẻ, em không thích cái đó. Rồi ok, chốt đơn giúp em là hồng đất. Hồng đất này em có số 6, 75, 76 kg, 70 ngàn. Chị nào lấy chốt giùm em hồng đất. Thì tại chị dễ á, chị mua hàng em hoài, em biết nên em mới bán cho chị cái kiểu đó. Chứ người khác mua em đâu có bán cái kiểu tự lựa đâu chị. Khách mới hả, lại em chưa bán nữa cái kiểu mà lựa bông nữa. Hồng đất 6 em chốt mi oanh. Rồi 70 ngàn một bộ bà ba. Chốt đơn ống rộng nha mấy chị. Chốt đơn giùm em là tím quế số 4 nè. Tím quế chốt đơn giúp em 70, nguyên bộ ống rộng, giải rất là đẹp, không lỗi lầm gì hết. Người ta cù người ta sale thôi mấy chị ơi. Chốt em tím vô. Tím này hình như có 6 không ta? Giải rất là dày dặn và rất là đẹp. À, cái này là lai dông hàng nha. Lai dông em nói, lai dông em nói lai dông à, chứ không có lai dông mà đi nói su lem. Tại vì khách bây giờ cái mình vải đa phần là 100 chị là hết 90 chị biết cái chất vải rồi. Mình không thể nào mình nói tầm lưng tầm la được ha. Kem mặt nám bên em có kem Đông Anh nha chị. Kem mặt nám, chị Lu Du ơi, chị mua hàng chị cho em số điện thoại cho chị. Rồi. Rồi ok. Rồi chốt giùm em, bộ này là bộ màu tím. Tím này em có 4, 70 ngàn một bộ, size 4 nha, nguyên bộ ống rộng. Số 1 và 3 em, tím 4 cho Diễm Hồng Trần. Em có nãy có màu hồng đất đẹp với chị Diễm Hồng Trần. Và 3 số 1 mình còn màu nào lấy cho chị một bộ. Cho chị một bộ số 1 cho mặt thôi. Tím số 4 chốt cho Linh Linh. Ngàn là không còn giá nào mềm nữa đâu mấy chị. Tím số 4 cho Nguyễn Thị Ngọc Tơ, Ngọc Tư. Rồi ok, em có màu rêu. Nè để em mặc số 1 cho mấy chị coi. Bà ba ha, bà ba ống ôm em còn loại có túi không hả chị Thiên Hảo? Bây giờ bà ba ống rộng này nếu mà đặt mai là một bộ gần 100 ngàn rồi mới chết. Đang mặc không có số 3 đâu chị, hết hàng không còn bộ nào hết. Rồi chốt giùm em. Cái bộ đang mặc 70 nó không có số 3 đâu chị Nga nha. Có 1, có 2 thôi. Đây chốt giùm em bộ riêu này số 1 nè. Mặc nè. Cổ riêu.
Ngoan tay lỡ, hình như em còn số 1, số 2 hay gì hả chị Ngoan? Không có xây, không có xây lớn á. Thấy anh chị cái bộ rang á. Bộ rang này em coi giá. Bây giờ cái gì phải coi giá mới được, không nhớ. Bây giờ bán là giá, lỗ không á. Cổ rang, wow. Cổ rang vốn tới 80 lần mấy chị. Chị bán 80. Ờ đúng rồi em. Riêu số 1 đang mặc chốt lưu du. Riêu này em có 1, có 2 nha. Riêu này có 4 không em? Riêu 1 chốt chị lưu du nè. Hình như riêu 4 em không có thầy. $70,000 bằng nửa giá của người ta đang bán trên thị trường. Có không? Có riêu 1, riêu 2. Riêu 2 chốt bé Sóc Lâm nè. Riêu 1 cho Phương Phan. Em hết áo và ba bông, em đang đặt lô mới chị Nguyễn Tư. Em đang đặt lô mới. Riêu 4 có hàng không em? Riêu 2 cho cô 6. Đây nè, riêu 2 đây nè. Cục này số 2 đó. Ừ. Số 2 có tím. Cô 6 ơi, ở số 2 có nho hả? Số 2 con có bộ màu nho, riêu 4 có hàng không? Bên em gọi chốt đơn chị, đơn chị bộ màu nho số 2. Nho em có bộ số 2. Riêu 4 em không có nha chị. Chốt giùm em màu nho này, số 2 em có được 2 bộ 70,000. Số 3 em hết hàng rồi chị, số 3 còn màu gì? Số 3 hình như em còn đỏ thôi. Nho 2 em chốt bé Sóc Lâm. Không có riêu 4 nha mấy chị ơi. Số 4 em có hồng đất đẹp muốn chết. Nói chung là mặc bộ nào mấy chị sẽ chốt bộ đó. Nho 2 chốt cho cô 6. Nhận áo bà ba đẹp xuất sắc ha. Cảm ơn Yến Nhi. Chốt giùm em là màu hồng đất số 4. Hồng đất số 4 chốt đơn giùm em 70. Nguyên bộ ống rộng. Giải đẹp cực kỳ nha, yên tâm. Đang bán giá lỗ mấy bà đó. Hồng đất số 4. Hồng đất này có 4 có 6 luôn nha, có 6 luôn. 6 là 75, 76 ký các chị cao là vừa. Hồng đất 4 chúng cô Nga Nguyễn, số 4 là 60 đến 65 ký. 65 ký mình cao mới vừa nha cô ơi. Số 4 còn màu gì nó quăng qua đây chị. Có màu bằng này. À đường chị bộ màu đỏ. Tím có rồi mà khác đi. Một bộ thôi, một bộ một thôi. Màu cái bộ bà ba màu nho hồi nãy em có số 5. Bộ bà ba hồi nãy màu nho em có số 5. Rồi chốt giùm em là cam đào số 4 nè. Cam đào này em có 4 và 6. Vải rất là đẹp nha, hàng sale không có hư hao gì hết. Cam đào này em có 4, có 5, có 6. Cam đào 4, 5, 6. Trời ơi chị Lu Du ơi, chị mặc số 1 là lé luôn đấy chị, đẹp dữ lắm. Thiệt tình. Chị mặc số 1 mà không đẹp trả hàng cho em nha. Em cao có 1,5m đây mà em mặc còn đẹp vậy. Mà chị mặc cao hơn em xíu là mặc xuất sắc rồi chứ. Khỏi lên lay áo, khỏi lên lay quần luôn. Rồi. Mà chị mua thử bên em đi là chuẩn hơn. Chốt em cam đào này 4, 5, 6 nha. Đưa chị bộ gì nữa. Đưa chị màu số 4 nữa coi. Hết màu. Màu đúng không? Đỏ đi số mấy hả? Đỏ đi số 6. Vậy đó hả? Ừ vậy thôi vậy.
này số 1 sale cho mấy chị 80 ngàn một bộ nè. Đẹp quá trời, đẹp lắm. Em mặc thì em thấp quá, em về em lên like quần. Còn chị là khỏi lên luôn. Đẹp xuất sắc, bảo đảm. Chị mua bên em cứ số 1 là chị mặc ok. 60kg cho chiều cao đi mấy chị. Rồi chốt giùm em bộ này 80. Trời ơi má ơi luôn. Bộ này hình như mình còn một thôi phải không? Còn một với hai. Cam đào đó không có số 2 chị. Cam đào đó sẽ lớn. Cam đào 5 cho Quỳnh Phan. Chị Quỳnh Phan hay nhận hàng em chưa chị? Tím này có 1 thì không có 2, 70. Ở 80, 80 chốt đơn giùm em. Màu bơ với màu nho số 5 còn hàng không? Dạ váy, dạ váy. Dạ váy kìa, kìa. Phải số 5 không? Hai bộ số 3, màu bơ với màu nho số 5. Bơ với nho số 5. Bộ số 3. Nó bậy không mà. Bơ với nho số 3. Hai bộ cái bên luôn. Rồi. Rồi màu. Ủa số 3 chứ nào? Số 3. Còn số 5 là màu lá với màu măng cục. Kìa, sẵn cặp số 5 nó đổi lên số 5 lá với măng cục đi. Lấy lá với măng cục số 5. Trời ơi trời. Số 3 rồi, số 5. Sẵn cái cục số 5 đó người ta lựa đi. Không có mang cục hả? Coi kiếm cọc khác đi. Đó số 6. Rồi vậy số 5 chốt được cho chị một màu. Một màu lá thôi. Bơ với nho số 3 đi. Bơ với nho số 3. Rồi ok. Chị nào nhận được em mới gửi đơn mới cho chị được nha chị. Bà ba là không có riêu số 3 chị. Số 3 em không có bà ba nha. Đồ này không có số 5. Em còn 1 thôi. 80 ngàn chị. Còn xây 1 thôi. Hồng đất xây 4 cho chị Mộng Hương. Bà ba em không có số 3 nha chị. Rồi bộ hồng nút xây 4 chút cho chị Diễm Hồng Trần. Vải la dông quá chị ơi. Em bán một loại vải từ xưa giờ mà mấy chị. Tím 1 chút chị Lan Nguyễn nè. Em đang mặc còn xây 1 thôi. Hồi nãy bà nói màu gì vậy? Bà biết màu gì vậy? Màu lá với màu măng cục. Nãy chốt lá rồi còn măng cục. Măng cục là đỏ đô quá. Không có riêu ba chị Mộng Hương nha. Bên em bà ba số 3 em hết rồi chị ơi. 70kg phải cao mới vừa số 5. Mà từ xưa giờ chị mặc size mấy chị Vân? Mặc size mấy á mấy chị? Mặc size mấy mà size y vậy giùm em. Đừng hỏi tới hỏi lui mất công em canh size không có đúng nha. Bộ em đang mặc có tím nè. Bộ đang mặc đâu còn 5 còn 6 vậy hả? Màu đỏ không có đâu. Em còn màu đỏ nè, màu đỏ này 5 đi. Đỏ 1. Chốt đơn giúp em là màu đỏ này em có size 1 nè, size 5 và size 6. Số 2 và 3 em hết rồi chị. Rồi chốt đơn giùm em. Đỏ này em có 5 có 6 nha. 80 ngàn một bộ ren này giùm em hàng sale. Hàng sale là em ôm được lô sale chứ em không có sale nha. Rồi hàng sale của sale. Đỏ 5 chốt Nga Nguyễn đi em. Bộ này 80 nha. Riêu 2 cho Mộng Hương Ngụy Thị bà ba. Hàng thiêu số 4 hết. Đỏ thiêu số 5 bên kia. Rồi chốt giùm em là đen 1. Hàng này không còn đâu mấy chị ơi. Bởi vì em nói cái nào rẻ mua đại lúc mình lần đầu mà hàng mới về á. Mấy chị bút đại đi. Để mấy chị về mấy chị mặc đẹp rồi á mấy chị kiếm lại nữa không có. Đó là như vậy. Cái đó em nói thật tình. Chứ không phải nói để các chị mua đồ bên em. Đó các chị thấy không? Có hởm á tiếc tiền hay là ừ không biết đồ đẹp hơn mua có một bộ hai bộ à.
giờ về mặt đẹp quá kiếm mua nữa hết xay. Nó đâu còn xay. Chốt giùm em đen một. Và ba màu nho xay 2 hết hàng. Chốt đơn giúp em đen nè, em còn một. Đen một chốt chị Linh đẹp dữ dằn. 80.000 để ghề. Bộ em đang mặc còn số 1 thôi. Số 5 với số 6 thì còn màu đỏ. Xanh dương xay 1 chốt đơn giúp em nè. Trời ơi cái ren này không là 40-50.000 của người ta rồi mấy chị. Chẳng những ren mà còn ép đá nữa nè. Mấy chị thấy ép đá nó rơi không? Chốt em xanh dương. Được rồi. Đỏ 5 cho Mộng Hương. Đỏ 5 của bộ đồ bộ không em? Đỏ 5 đang mặc. Số 2 chỉ còn màu cam thôi chị. Này không ấy. Đen 1 em chốt chị Phương Phan. Đen 1 chốt Phương Phan. Dương 1 chốt Hà Hướng Dương. Đen 1 cho Hiền Trần. Số 2 52-53 ký. Dương 1 cho My Oanh. Vốn 80 bán không lời 1.000 luôn. Dương 1. Đen 1 chốt Lan Nguyễn 80. 80 ký không có xây. Chị bà Lê Thị Thanh Nga này bán sao quá ta. Bà nói không có hàng. Nó vô nó chốt hoài cái gì vậy trời. Dương 1 cho chị Thủy Như. Nó không có hàng mà bả vô cái chốt cái gì tùm lum hết trơn. Nó điên thiệt chứ. Cam này em có 1 có 2 nè. Đỏ 5 chị Linh tặng hàng sớm. Tội nghiệp. Ê tội nghiệp thiệt á, tội nghiệp bà Linh ghê lắm trời. Bả thấy cũng như mình ế á, mình tồn á, cái bắt đầu mua ủng hộ mình lum la chứ. Giờ tới bà hàng sớm mà cũng tặng. Rồi chốt giùm em màu này màu cam đào nha. Em còn 1 còn 2 nè. Cam đào này số 2 còn được 4 bộ. Trời ơi đẹp dữ lắm mấy chị thấy không. Em nhập vô 80 em cũng có bán lời 1.000 này em chết liền á. Chết liền bây giờ luôn nè. Giá em còn trong đây nè. Trời số 2 có đen nha mấy chị. Nhỏ quỷ điên nè. Số 2 em có đen nè. Rồi chốt em đen 2 đi. Dương 1 hình như em chốt là chị Lan rồi. À rồi dương 1. Số 2 em có đen nha. Còn được một cây đen nè. Mày để đó luôn đi, để mặt luôn đi. Còn đen. Rồi, cam đào số 2 em chốt chị My Oanh. Đen 2 thôi các chị. Không có đen 3, số 3 không còn bộ nào. Số 4 không còn bộ nào. Còn đen 2 cho Cẩm Ngoan. Cô Diệu Liên. Coi kỹ lại nha mẹ, nhiều khi không cái bộ ở ngoài nó số 2 mấy bộ trong số 1 cắn lử nha. Đen 2 chốt cô 6. Đen 1, đen 2 em còn. Trời ơi, trời nó tính cọc số 2 tính để mà em mặc hay gì á mấy chị. Bà ba hả không em. Cam 2 cho chị Lan Nguyên. Đen 2 cho chị Kim Loan. Đỏ 6 em chốt chị Quế Vân Ly. 80.000 không có đâu bán. Cam này em còn 1 còn 2 thôi. Ok nha. Cam còn 1 còn 2. Rồi. Chị ơi. Đỏ 5 đen 5 xanh 5. Cái gì vậy trời? Có mà hết rồi chị. Lúc mới về em bán 95.000 hết rồi. Đen 2 cho chị Linh. Ồ, tặng sợ em không chốt. Sợ em kỹ, em sợ bà chốt nhầm. Em không chốt cho bà đó, bà phải vậy đó. Bà thấy thương lắm. Rồi. Bà ba số 1 em còn riêng thôi chị. 51 ký mặt số 2 đi chị Hiền. Vậy em chốt chị Hiền đen 2 nè. Em còn 2 bộ đó chị Hiền. Chốt đen với cam đi chị Hiền. Chị Hiền số 2 xây của chị em còn 2 màu đen với cam. Chốt ha. Trời ơi rẻ lắm vậy mà không đẹp cả em. Rồi bộ tím em đang mặc còn số 1 thôi. 50 ký đảo lại.
51, 52 kg mà mấy bà cao tầm 1m58 mà eo nhỏ mặc số 1 cũng ok luôn nha. Bộ treo tường là 90 á chị, đẹp lắm chị Thấm. Rồi chốt giúp em. Em không dám mặc màu đen luôn á. Cam 2 em chốt chị Cẩm Ngoan mặc màu đen lên chấn động không có hàng bán. Yeah. Dạ không có số 7 chị. Lên như chị sở tà đi. Ừ không. Nói chung là cái này mà lên là lên sẽ có sở tà. Thì đó mình đang lên hàng sale, mấy chị mua đi, chắc em sắp hết cái hàng này rồi á. Lâu lắm mới có hàng sale nữa. Không có số 7 đó chị. À, hai bộ dạ váy số 6. Số 6 lá với măng cục. Số 6 hình như rồi ok chốt cho chị Hiền màu cam đi. Thiệt có 80.000 em dụ bà đó, em dụ bà có đồ đẹp mặc đó, em nói thiệt. À, màu măng cục số 6 em chốt cho chị Vân nè. Măng cục số 6 chốt chị Vân, lá 6 em hết rồi gì rồi. Măng cục 6 dạ váy đó. Này số 2. Ủa chết mẹ, số 2 hả? Ừ. Đỏ này chốt giùm em còn số 1 nè. Số 5 một bộ, số 6 một bộ đỏ. Số 6 mấy bộ. Rồi chốt đơn giúp em. Đỏ có 5 có 6 7 10, 80 mẫu này. Số 6 còn có mấy. Ê giống như là tôi lấy hàng tôi bán giùm cái bà này luôn á. Giống như giùm bà chủ xưởng thôi, bán miếng cũng lời ngàn nào cũng chứ. Số 6 còn nhiêu nè. Số 6 em còn lá hồi nãy chốt là... Lá 6 chốt cho bạn bộ lá 6 đi. Số 6 em còn lá, còn nho à. Với còn màu màu hồng đất hả chị. Bộ treo trên có 75kg. Bộ đang mặc có còn có size 1 không à. Số 6 70-75kg. Cái gì mà nó ù lỗ tai dữ rồi. Đỏ 6 cho Hằng Nguyễn. Chốt này đó. Số 5 còn màu đỏ thôi chị. Đỏ 6 cho Trang Phạm luôn. Đuổn bà đuổn nè. Trời ơi, xẻ tà nè. Xẻ tà bán mấy bà 70.000 lỗ luôn. Xẻ tà 75 lấy vô. Đỏ này em có 1, có 5, có 6. Treo trên có 75kg hả chị. Ủa 75kg còn 2 bông mà quên nè. Sẽ tà thiêu xeo mấy bà. Xanh lá gì chị? Lá gì Trang Phạm ơi, trời ơi bà nhắn cái gì em chốt thằng bậy thằng bà cho bà rồi. Bỏ cái bộ đạo đỏ 6 đó của chị Trang Phạm ra em chị. Lá gì mấy chị ơi, mấy chị chưa thấy bộ dạo quấy mấy chị đừng có chốt tùm lum tùm la giùm em rồi giao tới rồi. Mấy bà hứng lên cái mấy bà mất hứng cái mấy bà nói ủa cái này là cái gì nữa chết luôn nha mấy bà ơi. Ừ. Tự nhiên cái lá 6 à. Thiệt luôn á. Đang chốt đồ bộ cái nhảy qua giỏ váy. Chưa có thấy cái mẫu giỏ váy là mẫu gì chốt luôn. Khách tủ sẽ quen thì em nói gì còn khách mới. Thôi bán 75.000 đi. Lá 6 mua giỏ váy đúng không? Chốt chị Trang Phạm nguyên bộ nè. Rút ngốt coi Vi. Rút ngốt bộ lá 6 trên đó em. Thôi bán bộ này 70 đi chị ơi. 75 nó khó tính tiền quá. Kệ đi. Chốt em bộ này là bộ đào đậm. 70.000 cổ trên này là thiêu nha. Em có size 1, size 2 nè. Số 3 nằm đâu vậy? Số 1, số 2, số 3. Có 5, có 6 luôn. Đào đậm. Chốt đơn giúp em 70. Tìm hết Việt Nam không ai bán cho mấy bạn. Có 5 chị thấy có 6 chưa? Chốt em đào đậm số 3 cho Linh Linh. Sẽ tà này em nói
thiệt, bây giờ em đặt mai là khoảng 100 ngàn một bộ đó. Lá sáo nào mới thay ra? Hồi nãy tao mặc màu gì? Hồi nãy tao mặc mẫu gì? Mẫu màu đỏ. Ủa hồi nãy em mặc đâu có lá sáo đâu chị. Trời ơi mẹ ơi, người ta chốt bên kia là giả quấy. Xả cái bà Trang Phạm ngươi đi, bà chốt bà không có biết đường chốt. Xả cái bộ lá của cái hàng giả quấy người ta. Cái chị dân Phan hồi nãy người ta chốt là người ta chốt giả quấy bà nội ơi. Bà nghe người ta đầu độc màu, cái bắt đầu bà vô bà chốt tùm lum hết trơn vậy đó hà. Em lại chị thiệt á. Lấy thêm một bộ đen số 2 cho chị Hiền Trần. Bà nghe người ta chốt lá, cái bà cũng vô mới chốt lá. Cái chị dân Nguyễn hồi nãy là người ta chốt giả quấy. Trời ơi trời, cái bà cũng quyết, bà cũng vô bà chốt lá. Cái đồ đó làm gì có lá trong đó bà ơi. Khổ thiệt. Mấy chị chốt tầm bậy tầm bạ rồi, em gửi tầm bậy tầm bạ rồi, rồi thành ra rồi, rồi tới mấy bà không nhận, tội nghiệp em lắm. Đào đậm đào, đào năm cho Nga Nguyễn. Đào đậm năm lấy mũ cơ quy bay qua. Nè. Ừ đúng rồi, màu út đang mặt nè. 70 ngàn là bán lỗ 5 ngàn, dùng dùng mắt gì dục quá này, dục dục. Đưa làm chị cái bộ màu xanh dương số 5 này. Rồi. Đang mặc đó. Số 4 mà. Số 4 sao để qua số 5. Xanh dương này có 4 không? Xanh dương chốt đơn giùm em 4 năm. Trời ơi 70. 4 năm 6 luôn. Không có đen đâu chị, đen bây giờ là hàng hiếm rồi, không có hàng. Chốt vào giùm em là dương, dương này có 4, có 5, có 6. 70 ngàn nha mấy chị ơi, lỗ rồi đó. Ôm được hàng sale mà không bán giá ấy mà còn bán giá lỗ nữa nè. Tại cái sẻ tà này nhiều quá. Cái tà này em toàn nhiều quá. Chốt vào giùm em dương 70, trời ơi má ơi, thiêu nè, thiêu nè mấy chị. Mấy chị chốt đồ tùm lum tùm la mấy chị. Rồi cái bắt đầu hả mấy chị nói mấy chị không có đặt. Khổ lắm. Chốt đơn giùm em là màu xanh dương. Không thấy hình là gì. Tới nữa. Xanh số 4 chốt cho chị Mai Nguyên. Xanh 4 em chốt chị dễ. Lộn cái này xanh 5 mày. Đôi bút hai bộ xanh 4 đi, coi lấy hai bộ xanh 4 đi chị Thủy. Hai bộ luôn. Bốn, năm, sáu nha. Xanh dương, 70 ngàn một bộ, 4, 5, 6. Số 4 mình có nhiêu đó đó hả? Có hai màu đó đó hả? Cam đào này em còn size 4 nè. Còn 1, 2, 3, 4, 5 nè. Cam đào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70. Thiêu nè, rồi tay ren, rồi cái này ren, ren nó tốn tiền, mắc tiền lắm. Chốt giùm em là cam đào. Số 3 cam đào em chốt cho chị Mai Diệu Linh. Bộ em đang mặc là đào đậm. Cam đào 2 chốt cho chị Linh Linh. Cam 4 cho Thanh Thúy. Cam đào 6 cho Lê Thị Kim Khánh, cho em số điện thoại. Bộ em đang mặc là đào đậm nha. Màu xanh dương hồi nãy em có số 6 luôn á chứ. Cam đào mà đậm hả?
Cam đầu đậm số 4 không có, có cam đầu tươi thôi chị. Bữa chị mua 10 bộ mà 120 bộ hả? Ghê vậy chị. Cam 6 không có. Cam đào 6 không có rồi chị gì? Chị Kim Khánh. Xanh 6 chốt cho chị Kim Khánh nè. Xanh Dương số 6. Số 4 cam đào cho bé Tư. Đào đậm C6 cho Quế Linh Vi. Cam đào và xanh dương số 6 cho được hủ. Cam đào và xanh dương số 6. Đọc cái tờ giấy đó trời. Dạ quấy bữa nay em không có bán. Bán từ hồi sáng tới giờ rồi mấy chị. Cam đào số 2 cho Lê Hạnh. Mua của em. Dạ. Dương 6 cho Hằng Nguyễn. Em có tím nè. Tím em còn còn 1, còn 5, còn 6 nha. Tím Quế 70. Tím này em đang cầm là số 1. Chốt đơn giùm em tím nha. Tím này có 1, có 5 và có 6. Chốt đơn giùm em 70 cổ. Trên này là thêu. Tím 1, 5, 6. Màu da này em còn 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6 màu da. Ê, tôi khoái một màu da. Màu da mặt sang. Chị nào lấy tím, chốt tím thì có 70 ngàn hả mấy chị? Chốt giùm em màu da. Hàng sale đó nha. Mấy mốt em có bị xả tà cũng không có giá này đâu mấy chị. Bây giờ xả tà là phải bán 120-130 bộ rồi. Tím 1 chốt chị My Oanh. Màu da này còn đúng một bộ số 3 luôn. Đẹp không? Da chốt chị em 1, 2, 3, 5, 6, 4 hết màu da. Da số 3 duy nhất một bộ 70. Chị nhớ anh còn có đem lại chị ta nước nào. Em không có xả tà màu hồng đâu chị. Chốt đơn giùm em màu da. Da này 1, 2, 3, 5, 6. Có đỏ luôn. Xuân Ngô da 3 cho em số điện thoại. Chốt giùm em đỏ 1, đỏ 2, đỏ 5 và 6. Da 4. Trời ơi, vậy là da 3 em không có rồi. Chị Xuân Ngô em có da 4 thôi. 70.000 bộ Dương ơi. Chị Xuân Ngô ơi, sorry chị, bộ đó da số 4 không phải da số 3. Da 3 đỏ 6 cho Lê Kim Khánh, em có da 4 thôi. Da 4 con chốt cô Diệu Liên. Trời ơi. Mày uống một miếng nước này coi em. Đúng. Da 1 với da 5 cho chị Lê Thụy Linh. Da 1 với da 5 chị Lê Thụy Linh. Da 1 cho Hướng Dương 70.000 hả em gái. Giá 2 cho chị Lê Hạnh.
Da 6 cho chị Hằng. Đỏ 5 cho Nguyễn Ngọc Tư. Đỏ 2 cho Thủy Như. Gán hút cho mạnh vô, sâu vô. Da 4 em hết hàng. Da 6 cho Quỳnh Phan. Da 4 hết hàng. Da 4 hết hàng, còn da 1, da 2, da 5, da 6 thôi em. Đỏ 1, 2, 5, 6, số 3, số 4 hết đỏ. Đỏ 1, 2, 5, 6. Da 6 và đỏ 6 em chốt cho Nguyễn Thanh. Chị nói nó bữa nay khỏi ghé không có được. Da 1 cho chị Hạnh Phạm. Chị Hạnh Phạm ơi, bình thường chị mặc 1 hay 2 chị? 70.000 một bộ. Chốt em đỏ chị Hạnh Phạm ơi. Mặc 1 hay 2 chốt lại giùm em đi chị. Dương 6 cho gái Lê. Chốt giùm em đỏ 1, đỏ 2, đỏ 5, đỏ 6. Hà Hướng Dương không có da 4, da 4 có 1 bộ chốt cho chị kia rồi các chị. Đồ ngủ em mặc may đó mấy chị, 100.000 bộ đó. Tiền công may không là 50.000 đó. Tiền công may không là 50, tiền giải 50 đó, 100 đó. Ở đây em bán bộ đồ có 50, 60 mấy bà chị mắc. Rồi chốt đơn giùm em Tín Quế. Có 1. Tím này có 1, có 5 và có 6 nha. Đồ ngủ em đang bận mấy mốt mới về. Mà giải lên dữ lắm rồi. Đặt mai một bộ đồ ngủ cho cả 50.000 rồi đó. Chốt em tím 1. 1 với 5 với 6 thôi. Số 2 em còn đào đậm, còn đỏ, còn da thôi chị. Sờ 4 là cái gì? Xanh 4 chốt cho Thanh Thủy. Số 5,5 kg mặc số 5 đi chị Loan nha, chị Loan ơi. Khoảng cao quá thì mặc số 4, còn thấp mặc số 5 giúp em. Thôi thôi cạo lên tay đi. Cạo mà cũng không có tao. Tao lần đầu tiên trong cuộc đời. Rồi chốt em tím này có 1, có 5, có 6. Tím 5 chốt chị Thu Vân, kệ nó. Số 5 em có canh đào. Có tím, có đỏ, có da. Có một bộ màu đen số 5. Chị nào lấy chốt luôn. Đây đây đây. Tao ghét lên màu đen cái bắt đầu khách hỏi thì còn đen thay khác luôn nổ lắm. Còn một bộ đen số 5 thôi. 50 kg, 1m6. Thường thường nếu thích mặc ôm là mặc số 1 đẹp. Chốt đơn giúp em là màu đen số 5. Đen 5 chốt tiêu Diệu Liên là hết nha. Có một bộ thôi. Rồi hết. Hết đen rồi các chị nha. Hết đen. Bên em có bán kem body, chị nào mua kem thì báo em luôn. Tím 6 cho chị Xuân Nga Ông. 100g là 100.000 kem. Mua 200g, 200.000 là được miễn ship nha các chị. Bên em là kem body tự trộn của hàng Thái.
1 triệu một ký. Số 3 em còn màu cam đào với màu đào đậm mà chị Xuân Ngô. Đang 5 hết. Đào đậm em có, đào đậm em có số 5 với chị. Đụn và xịn. Bên em có kem body tự trộn nha. Một thủ như vậy là 200.000 giúp em. 200g 200.000. Mua chung với đồ là em sẽ miễn ship cho các chị. Hàng này em bao cho các chị xuất luôn. Hàng này em bao cho các chị xuất luôn. Thấm không bết rít nha, hàng Thái mấy chị ơi. Trắng cực kỳ mạnh luôn. Kem trúc không đổ giùm em nên các chị xài ít hao lắm. Sức lên da một lớp mỏng cho em nè. Sức tới đâu nó thấm đi tới đó rồi mấy chị thấy không? Đâu có lộ vân kem đâu. Sức xong là da các chị vẫn vậy chứ nó không có trắng ảo lên nha. Đó, hũ này là 200.000 là 200g. Mua chung với đồ em sẽ miễn ship cho các chị. Còn nếu mà các chị ngán tiền không mua 100g thì em cũng vẫn bán. Nhưng mà 100g thì không có miễn ship. Muốn cũng như muốn test thử á, thì mua 100g thôi. Nhưng em không có miễn ship ha. Em có chia ra kem cho các chị. Tại vì kem em tự làm nên em chia dễ lắm. Nửa ký là 500 giúp em. Đó. Thấm thơm lắm mà xài nhanh chóng cực kỳ luôn. Các chị ủ áo vô giùm em chừng vài ngày da các chị mỏng. Vậy hả chị? Rồi chốt giúp em nè. Tím Huế số 5 và đào đậm số 3 cho chị Kim Loan. Đào đậm em còn đủ xay. Còn các chị muốn dùng thử á, mình mua 100g kem thôi là 100.000. Nhưng mà mua chung với đồ hay là mua riêng gì hết em cũng không có miễn ship. Muốn mua dùng thử thì em sẽ chiết cho các chị. Tại vì mấy nay cũng có mấy chị mua về dùng thử. Xài rất là im luôn, nó không có bị bớt rít và nó không có cảm thấy khó chịu cho các chị khi sức lên da. Đã thấm trực tiếp vào da, không để lại một tẹo vân kem nào hết luôn. Có vụ tha hoài cũng vậy. Hũ này á, là 200g. Hũ này á, em đang cân nó là 200g, là giá 200.000. Em sẽ miễn ship cho các chị ha. Xài em bao luôn. Trong nếu các chị ban ngày các chị sức vô và các chị ủ áo khoảng tầm một tuần đến nửa tháng, da các chị rất là mịn. Rồi từ nó sẽ lên tâm cho các chị. Cái việc đầu tiên đó là mịn. Còn những cái đồi mồi á, đồi mồi ngay tay em bao cho mấy chị luôn. Nhất là mấy cô lớn tuổi á. Xong mặc một cái lớp áo khoác mỏng. Áo sơ mi cũng được. Áo thun mỏng á. Áo sơ mi mà các chị mua ngoài chợ mỏng, các chị về các chị mặc vô. Áo mà sơ mi mà người ta may bằng vải thun á, 50-60 ngàn một cái, thì lúc trước em có mua giùm các chị á. Da của em mà xuyên ủ như người ta mang dớ chân rồi vô ban ngày là nó trắng không thể tưởng luôn. Cái hũ kem này các chị xài nó khoảng 2 tháng rưỡi á, tại vì cái chất kem nó đặc lắm. À, đào đậm đủ size thì đổi cho chị số 4. Ok chị Loan. Ê, đào đậm không có số 4. Quên rồi chị. Đào đậm có số 4 chị Loan ơi. Có cam đào tươi mới có số 4 nha chị. Sorry em quên. Các chị xức một vài chấm thôi. Chị tha đều vào da giùm em. Chị 200.000 các chị xài chắc trên 2 tháng giùm em. Các chị nào mà sành về kem á, các chị về các chị thấy cái chất kem là các chị biết được là kem này có tốt hay không. Đào đậm số 6 cho gái Lê. Nhất là chị mà bị thâm do mũi cắn để lại ha, hay là mình bị ghẻ, mình con này cũng khi cắn cho mình vào á, nó thâm lại á. Các chị cứ sức cho đó dày lên cho em. Em cũng bị nè. Dày lên cho em là nó mau trắng lắm. Đào đậm số 3 cho được hũ. Ok em chốt. Rồi xong. Xích cái cổ giùm em. Xích khoảng tầm chừng 2 phút 3 phút là nó sẽ thấm vào da. Các chị sẽ không có bị rít. Cái chất kem em làm đặt cho các chị luôn. Xài nó rất là ít hao luôn mấy chị. Trời ơi, 1 triệu 1 ký đó. Vốn của em là 700-800 ngàn rồi.
đẹp, nó thấm vô da hết trơn luôn, muốn sức lại lần nữa ghê. Kiểu như không thấy kem trên da mà là mình không có vừa bụng vậy đó mấy chị. Đó. Sức nữa được nữa nè. Thấm hết trơn nè. Xong mặc áo khoác ủ vô giùm em 200g là 200.000. Còn các chị muốn mua lẻ thì 100g em vẫn bán cho các chị là giá 100.000, nhưng mà không có miễn ship ha. Rồi bây giờ tới bán đồ gì? À các chị mua áo và ba gấm không? Em còn ít nè. Muốn mua ba đồ bộ hay sao? Em lên đồ bộ hay sao này cho các chị coi. Vậy mà em còn muốn được hay gì cho. Hay là lên ton, các chị muốn lên gì em lên nè. Kem mới thơm ghê. Tại vì toàn là những cái phôi kem Thái không à. Nên cái chất của kem, nói chung là cái nền kem Thái á, cái kem nào nó cũng thơm hết. Kem nào có xì chài xài nó cũng thơm hết trơn. Các chị muốn em lên cái gì? Có giả váy phối beo nữa. À lên cho chị đọc giả váy phối beo số 3. Thường xong các em hay thay cho mấy cái bụng bên mình. Đây giả váy màu nè. Kem 200 em chốt chị qua tiếp. Cái này hình như là còn số 1 hay gì á, lấy cho chị bộ anh. Giả váy màu số 3 nè. Trời càng nóng các chị sức kem các chị ủ càng trắng nha. À, bộ đồ đen xay 5 hả? Đồ đen nào xay 5 hả chị Lan? Đen nào số 5 ta? Cái bộ đen 95.000 hả chị Lan? Phải không chị? Phải không? Phải đồ đen 95.000 không? Bộ em đang mặc giả váy nha. Chút giùm em bộ hồng này, em còn size 2 nè. Hồng này em còn 1-2 nè mấy chị. Đẹp cực kỳ, cái mẫu này rất là sang. Mẫu này gặp em chứ, gặp em chứ gặp mấy chỗ khác bán 150-160. Chốt giùm em là hồng. Hồng chốt giùm em là 1. Ủa cái này số 3 mà. Hồng này có số 3 nha mấy chị. Hồng này số 3 chốt giùm em 95.000. Hồng này hồng 3 chứ không phải hồng 2. Hồng này có 1, có 3. Có 2 luôn, 1, 2, 3 luôn mấy chị, 95.000. Có 6 luôn, ừ có số 6 luôn các chị. Hồng em đang mặc có số 6 luôn, 95.000. Hồng có 3 nè. Có nâu 3 luôn các chị. Số 3 57-58kg. Chốt giùm em là nâu. Chốt đơn giúp em là nâu. Hàng chị em gửi rồi nha chị Hương ơi. Nâu này không có số 5, nâu này có số 3 thôi. Số 5 em chỉ có hồng với xanh em đang mặc thôi. Xanh vô. Hồng 3 cho Hà Vũ. Em có hồng 3, cho chị bộ xám 3. Có xám 3.
chị Dung Chi xíu em cho mấy đứa nó kiểm liền. Nho ba chốt đơn giúp em. Nho này số 2 em có không cậu? Nho 2, nho 3. Nho 1 có một bộ luôn. 95. Bộ bữa nay bán quá trời. Một chục mã gì á. Quá trời mẫu luôn. Rồi em xuống like nha mấy chị. Đúng rồi, xe L là xe số 3. Nho 3 cho Ngọc Thị Quỳnh. Chị Lê Hải chọn mã gì mà màu đỏ số 2 chị? Ừ, nãy giờ bán cả chục mẫu luôn. Có công việc làm là mừng rồi đó em. Còn hơn là nằm ở không. Chốt giùm em nho 1, nho 2 cho Lê Hải. Có đỏ nữa đó, chị lấy đỏ không? Có đỏ 2. Có đỏ 2 của giả váy nha chị. Số 2 còn tím cà, cà đậm á. Rồi còn màu đỏ nữa chị. Nho 3 hết nè. Nho 3 có một bộ một mà chị kia chọn rồi. Em hết like rồi chị, quá trời mẫu rồi. Từ sáng giờ like cả chục mẫu rồi chị ơi. Like quá trời đồ rồi, chị còn muốn coi gì nữa chị. Xem giả xoay mua lại đi. Là cái gì chị? Nè chốt em xám. Đỏ 6 em có một bộ. Các chị comment đúng giùm em đi. Các chị viết cái bình luận mà em đọc không biết là cái gì luôn á mấy chị. Em đọc em không biết là mấy chị muốn mua cái gì luôn á. Đỏ 2 cho chị Dung Chi đơn bộ cho chị coi. Chị hai bộ ơi. Đưa một bộ thôi, một bộ cam đó thôi. Đây cam đào xe 3 đây em. Đỏ 2 nè. Xám 3 chốt chị Xuân Ngô. Đỏ nè chị. Đỏ này chị Dung Chi ơi, đỏ đẹp lắm. Đỏ này vừa chứ không có tươi lắm. Cái nào tươi em nói tươi, cái nào vừa em nói vừa cho mấy chị dễ mua ha. Rồi chốt giùm em đỏ. Đỏ này em có 2. Có 3 không? Đỏ này em có 2 với 6 rồi vừa không? Ừ, đỏ này em có 2 với 6 rồi. Đưa chị cái màu đỏ này. Ở đây có nè. Ok chị Vân, em chốt cho chị cái giả váy bên kia rồi chị nha. Em thấy bình luận của chị rồi. Chốt giùm em màu này là màu hồng đất. Đỏ 2 chốt chị Dung Chi, hồng đất này em có số 2 nè chế. Số 2, số 3 nè.
Màu đỏ chị Lan lấy xe máy chị Lan. Đỏ em có đỏ 2. Chốt giùm em là hồng đất nha. Đỏ 80 hết hàng. Chị Lan chắc lấy đỏ 2 quá ha chị Lan. Chốt đỏ 2 cho chị Lan. Hồng đất nó xây 2 đó các chị. Cam số 3 cho Trang, bộ đó em cam đào số 3. Em like từ 11 giờ rưỡi trở lên đó chị. Xây 4 hàng gì chị? Xây 4 mẫu này em chỉ còn màu cà đậm thôi chị ơi. Còn cà đậm thôi nha chị Dung Chi. Còn cà đậm thôi Dung Chi ơi. Đưa đưa chị cái màu cà đậm đó. Này chị, em còn cà đậm. Còn đúng một màu nữa thôi. Màu này em còn 1, 2, 3, 4, 5. Đậm này còn 1, 2, 3, 4, 5, số 4 còn duy nhất một màu này đó chị. Em hết rồi. Em không có, em bán mà xả mấy cái giỏ quấy này là em không có còn lên được. Không có còn lên giỏ quấy nữa đó các chị. Em xuống like nha. Xuống like em đi kiếm mẫu đẹp đặt ngay đây.